Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình. Những mục tiêu của Nga mà Ukraine muốn dùng tên lửa tầm xa để tấn công Trong những tuần gần đây, Ukraine hy vọng các đối tác phương Tây của nước này sẽ cho phép họ sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Hiện có rất nhiều mục tiêu trên đất Nga có thể nằm trong tầm bắn của các loại tên lửa này, Kể từ khi xung đột nổ ra, Mỹ và các nước châu Âu đã cấm Ukraine sử dụng vũ khí do họ cung cấp để nhắm vào các mục tiêu bên trong nước Nga do lo ngại leo thang căng thẳng với Moscow. Nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy tình hình đã thay đổi. The Julian đưa tin, Anh đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công vào Nga. Còn theo Politico, Nhà Trắng được cho là đang thảo luận về các mục tiêu tiềm năng mà Ukraine có thể tấn công bằng vũ khí tầm xa của họ. Nhưng hy vọng của Ukraine về một thông báo tích cực trong cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Washington vào ngày 13 tháng 9 đã bị dập tắt và việc ra quyết định dường như đã bị hoãn lại cho đến kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào cuối tháng 9 2024. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Seth Sullivan cho biết, việc cho phép Ukraine sử dụng ATAC-MS để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga là chủ đề của các cuộc tham vấn chuyên sâu. Ukraine đang mong đợi khả năng dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustam Umerov cho biết, vào tháng 8 năm 2024, ông đã trình lên Mỹ một danh sách các mục tiêu có thể tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Những mục tiêu tiềm năng, các quan chức phương Tây vẫn chưa công khai thảo luận về sự thay đổi chính sách do lo ngại nga di dời các mục tiêu có giá trị tiềm năng ra khỏi tầm bắn của tên lửa tầm xa mà ukraine sở hữu trước khi kiev được cho phép sử dụng những tên lửa này tấn công lãnh thổ nga nhưng một số nghiên cứu đã so sánh tầm bắn của các loại vũ khí mà ukraine có với các vị trí của nga ở phía bên kia biên giới để làm sáng tỏ điều gì có thể xảy ra nếu phương tây thay đổi chính sách báo cáo từ viện nghiên cứu chiến tranh isvk xác định không dưới 245 địa điểm quân sự và bán quân sự của Nga nằm trong tầm bắn của tên lửa Atak MS do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Atak MS là tên lửa có tầm bắn xa nhất mà phương Tây chuyển giao cho Kiev với phạm vi tấn công lên tới 300 km. Nếu được đặt gần tiền tuyến của Ukraine, Vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp có khả năng đưa những vùng lãnh thổ rộng lớn của Nga vào tầm bắn. Khu vực này bao gồm các căn cứ quân sự, sân bay, nơi tập trung quân đội và kho đạn dược. Nhiều thành phố lớn cũng sẽ trở thành mục tiêu, trong đó có Rostov-on-Don, Voronezh-Karnozda-Lisbeth, Ryan, Smolensk, Begoros, cũng như thành phố cảng quan trọng Novorossiysk trên Biển Đen. Ngoài ra, còn có các thành phố ở Krum hoặc những khu vực tại Ukraine do Nga kiểm soát. Theo giới quan sát, Bất kỳ sự thay đổi nào về chính sách cũng có thể đi kèm với các điều kiện ràng buộc rằng các cuộc tấn công tầm xa sẽ được thực hiện theo cách phòng thủ nhằm vào các mục tiêu quân sự. Nhiều địa điểm quân sự của Nga có thể trở thành mục tiêu tiềm năng, chẳng hạn như căn cứ không quân Lipetsk, căn cứ không quân Salalovok ở Smolensk và sân bay quân sự Milirovo ở Rostov sân bay quân sự Yes ở Krasnodar Krai, các trung tâm hậu cần và chỉ quy ở rostov on don căn cứ không quân Bimokos Antas ở Krasnodar Krai hay căn cứ hải quân Novoris, nơi phần lớn hạm đội biển đen của Nga đã di dời sau một loạt cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea. Các loại tên lửa tầm xa mà Ukraine sở hữu. Phương Tây đã cung cấp cho Ukraine một số phiên bản tên lửa tầm xa bất chấp những lo ngại ở giai đoạn đầu cuộc chiến. Đầu tiên phải kể đến hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, Hệ thống này đã giúp Ukraine thay đổi cuộc chơi khi được chuyển giao vào mùa hè năm 2022. Ban đầu, phương Tây cung cấp tên lửa GMLRS có tầm bắn khoảng 70 km dành cho Hima. Chúng cho phép Ukraine nhắm mục tiêu vào các lực lượng Nga ở phía bên kia chuyến tuyến với độ chính xác cao hơn nhiều so với trước đây. Vào mùa thu năm 2023, Mỹ bắt đầu cung cấp cho Kiev mẫu tên lửa Atak MS cũ, được bắn từ bệ phóng Hima, có tầm bắn khoảng 165 km, giúp tăng đáng kể phạm vi mà Ukraine có thể tấn công. Đến đầu năm 2024, New York Times đưa tin, Mỹ đã chuyển giao khoảng 100 phiên bản tiên tiến của tên lửa Atak MS có thể đạt tới tầm bắn 300 km. Ukraine đã sử dụng cả hai phiên bản tên lửa Atak MS trên chiến trường, tấn công các mục tiêu ở Crimea và các khu vực khác của nước này do Nga kiểm soát. Anh và Pháp đã cung cấp cho Ukraine những tên lửa hành trình phóng từ trên không, được gọi là Storm Shadow ở Anh và Scorp ở Pháp, có tốc độ tối đa là 1.000 km h đủ sức đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 250-560 km, tùy thuộc vào từng biến thể. Ukraine đã sử dụng những máy bay chiến đấu cũ có từ thời Liên Xô, phóng các loại tên lửa này vào mục tiêu của Nga ở Crimea và Biển Đen. Mark Tersovi, giám đốc khoa học quân sự thuộc viện các quân chủng thống nhất hoàng gia anh rusi nhận định sau đâu được sử dụng hiệu quả nhất khi tấn công các tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt như bonke hoặc các kho chứa đạn dược được gia cố và trụ sở chính nó không phải là vũ khí ưu việt để cố gắng tấn công máy bay trên đường băng hoặc chống lại một sân bay dễ sửa chữa có rất nhiều mục tiêu ở nga nhưng chúng cần được lựa chọn cẩn thận để tối đa hóa hiệu quả lý tưởng nhất là phải tính toán thời gian tấn công trùng hợp với thời gian diễn ra các hoạt động trên bộ của ukraine nhằm phá hủy những nguồn cung cấp mà các đơn vị trên bộ của nga cần theo ông Bakhtsev, tên lửa tầm xa ATACMS chứa đầu đạn chùm là vũ khí thích hợp nhất để tấn công máy bay tại các sân bay của Nga, nhưng một số báo cáo gần đây cho biết Moscow đã chuyển khoảng 90% máy bay quân sự của mình đến các căn cứ ngoài tầm bắn của chúng. Điều này đồng nghĩa với việc máy bay Nga phải hoạt động ở xa hơn và có thể thực hiện ít phi vụ hơn mỗi ngày, ông nói. Khi phương Tây vẫn đang do dự thay đổi chính sách đối với các cuộc tấn công tầm xa, Ukraine đã phát triển các loại máy bay không người lái nội địa để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga, gồm căn cứ không quân, kho đạn dược, nhà máy sản xuất máy bay không người lái và các địa điểm quân sự khác cách xa tới 1.300 km bên ngoài biên giới Ukraine mặc dù danh sách mục tiêu chính thức chưa được tiết lộ, nhưng Kiev đã nhiều lần tuyên bố rằng họ cần có khả năng tấn công máy bay nga và những sân bay mà chúng cất cánh để thực hiện các cuộc tập kết tên lửa hàng loạt vào nhiều thành phố của Ukraine. Ukraine hoàn tất kế hoạch chiến thắng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hoàn tất mọi điểm của kế hoạch chiến thắng sau nhiều cuộc tham vấn. Thông tin trên được Kiev Independent và Reuters dẫn phát biểu trực tuyến của Tổng thống Ukraine tối 18 tháng 9. Nhà lãnh đạo Ukraine dự kiến sẽ thảo luận kế hoạch chiến thắng với Tổng thống Joe Biden khi sang Washington, Mỹ vào cuối tháng 9. Mặc dù không tiết lộ các chi tiết, nhưng Tổng thống Zelensky trước đó đã nói rằng kế hoạch bao gồm 4 điểm chính và điểm thứ năm liên quan đến tình hình hậu xung đột. Kế hoạch tập trung vào an ninh và vị thế địa chính trị của Ukraine, viện trợ quân sự nước ngoài với vũ khí không bị hạn chế sử dụng và hỗ trợ kinh tế. Lãnh đạo Kiev cho biết, cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào khu vực Kurs của Nga cũng là một phần trong kế hoạch chiến thắng. Ukraine hôm 6 tháng 8 bất ngờ xu quân tấn công xuyên biên giới và đã kiểm soát một phần lãnh thổ Kurs của Nga. Điều quan trọng nhất hiện nay là quyết tâm thực hiện nó, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh. Tổng thống Volodymyr Zelensky còn nói Ukraine sẵn sàng tiếp thu các đề xuất từ Mỹ để củng cố kế hoạch làm cho nó tốt hơn và hiệu quả hơn. Ông Mikhailo Podolyak, Cố vấn Tổng thống Ukraine ngày 17 tháng 9 cũng tiết lộ kế hoạch chiến thắng, không có chi tiết nhượng bộ lãnh thổ với Nga. Không có giải pháp thay thế nào cho hòa bình, không có bất kỳ hình thức đóng băng xung đột hoặc bất kỳ biện pháp chi phối nào khác có thể trì hoãn hành động của Nga bước vào giai đoạn mới. Ông Podolyak nhấn mạnh và nhận định, việc đóng băng xung đột sẽ không dẫn đến kết thúc chiến sự mà chỉ khiến Nga có cơ hội tích lũy thêm nguồn lực và tiến tới giai đoạn tiếp theo. Trong bài phát biểu, Tổng thống Zelensky cũng cảm ơn những người lính Cơ quan an ninh Ukraine SBU, Cơ quan tình báo quân sự Ukraine HUR và lực lượng tác chiến đặc biệt vì mang lại sự chính xác đáng kinh ngạc trong chiến dịch tại Kursk. Một nguồn tin của SBU nói với tờ Kiev Independent rằng máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công gây nổ kho vũ khí lớn ở Turovets thuộc tỉnh Tver của Nga đêm 18 tháng 9. Mỹ điều thêm quân tới đảo Alaska cách Nga chưa đầy 500 km. Quân đội Mỹ đã điều khoảng 130 binh sĩ cùng với các bệ phóng tên lửa di động tới một hòn đảo hoang vắng ở quần đảo Aleutian phía tây Alaska trong bối cảnh Nga gia tăng các hoạt động quân sự trong khu vực gần đây. Theo hãng tin AB, trong tuần qua, 8 máy bay quân sự và 4 tàu hải quân Nga, trong đó có hai tàu ngầm, đã đến gần Alaska khi Nga và Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc ngày 17 tháng 9, không có máy bay nào của Nga vi phạm không phận Mỹ và quân đội Mỹ cũng không có lý do gì để báo động. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thấy máy bay nga và trung quốc bay ở khu vực lân cận. Chúng tôi vẫn đang theo dõi chặt chẽ và cũng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để ứng phó. Người phát ngôn lầu năm góc thiếu tướng Brad Reader phát biểu tại cuộc họp báo. Được biết, việc điều động thêm binh sĩ tới đảo Semia nằm cách lãnh thổ nga chưa đầy 500 km nằm trong chiến dịch triển khai lực lượng của quân đội Mỹ. Đảo này cũng là nơi lực lượng không quân mỹ đóng quân từ chiến tranh thế giới thứ hai. Bên cạnh 130 binh sĩ. Quân đội Mỹ còn triển khai thêm hai hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS. Hượng nghị sĩ Mỹ Dan Sullivan cho biết quân đội Mỹ cũng đã triển khai một tàu khu trục mang theo tên lửa dẫn đường và một tàu cảnh sát biển tới khu vực phía Tây Alaska khi Nga và Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận quân sự Ocean 24 ở Thái Bình Dương và Bắc Cực. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ NORAD cho biết họ đã phát hiện và theo dõi các máy bay quân sự Nga hoạt động ngoài khơi Alaska trong khoảng thời gian 4 ngày diễn ra cuộc tập trận trên, Norad cho biết các máy bay này hoạt động trong vùng nhận dạng phòng không Alaska một khu vực nằm ngoài không phận chủ quyền của Mỹ Tuy nhiên theo Norad số lượng các chuyến bay từ Nga vào vùng Alaska dao động hàng năm trung bình là 6 đến 7 lần trên một năm năm ngoái 26 máy bay Nga đã bay trong khu vực Alaska và tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay đã có 25 chiếc thông thường trong những lần giảm tráng như vậy quân đội Mỹ cung cấp những bức ảnh chụp các máy bay chiến đấu của Nga được máy bay Mỹ hoặc Canada hộ Tống Tuy nhiên, không có thông tin nào được công bố trong tuần qua, và người phát ngôn của NORAD, thiếu tướng người Canada Jenny Derenzis, từ chối cho biết Mỹ có điều động máy bay để đánh chặn máy bay Nga hay không. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ ngày 15 tháng 9 cho biết tàu an ninh Stratton của đơn vị này đang tuần tra định kỳ ở biển Shuki, thì bắt gặp 4 tàu hải quân Liên bang Nga cách thành phố Bornhub khoảng 96 km về phía Tây Bắc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin hữu ích, xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.